Đây. Trứng để đẹp nhưng mà không có cổ. Nhìn rõ mạch máu không? Đấy, đúng đấy. Đấy. À, có mạch máu này. Hay là thả sang chỗ này. Đây đây này. Bắt đầu nên mạch máu rồi. Đấy. Đấy, nhìn đâu. Còn những quả kia là nó chưa nên, chắc mới đẻ. Đây là có cổ. Đây, 19 tháng 4. Đấy, cổ hết rồi. Nhìn này, nhìn có cổ, nhìn những quả này chắc chắn có cổ này. Quả trong cùng kia là mới, một là mới, hai là không cổ. Nhìn cái quả này nó đậm hơn, màu hơn không? Nhìn đậm màu hơn không? Đấy. Khi mà nhìn quen rồi ấy, nhìn phát biết có cổ ngay. Đấy, thấy chưa? Còn quả này trong cùng, soi quả trong cùng cho xem nhé. Đấy. Cổ cũng đang lên này. Nhìn cổ đang lên nhỉ? Nhìn mạch máu nhỉ? À. Động động nhá. Đấy. Quả cặp này tốt phết, như quả này là đang chưa cổ hoặc chưa lên cổ này, mới đẻ này. Này mấy nữa đẻ xong thì sẽ ghép chéo đi. Quả này cũng chưa có. Như quả này thì có rồi này. Nhìn nó đậm hơn hẳn. Đấy. Cái này nó còn dưới, tao còn dưới. Lại theo đó. Đấy. Quả trong cùng kia thì có cổ này. Còn ngoài này thì không này. Đấy, coi quả trong cùng trước đây. Đấy. Đây là cổ này hay cổ yếu. Cổ này yếu mà. Cổ này chắc là không nở được. Có cổ nhưng mà yếu. Nhìn chưa? Nhìn cái mạch máu nó không rõ. Đấy. Nó một nửa trống này, một nửa trống này, trên này cũng trống này, nhìn không? Quả này chắc hỏng. Không nở được. Cổ bị yếu. Kiểu như mới ghép vào. Nó chưa quen. Quả này thì không. Đấy, quả này còn được rồi. Nhưng quả này vẫn yếu. Nhìn bên này không? Bên này không có ấy, không mạch máu không? Bên này phải đều. Đúng rồi. Bên này có một chút. Sợ hơi khó, quả này sợ hơi khó. Đẻ 2 năm mới đẻ. Đẻ hôm qua. Đẻ 19. Úi trời. Ngoài đẻ tốt nha. Trứng đẹp thế, trứng to chưa? Ôi, cổ nó như này này. Cổ nó vẫn yếu. Cổ yếu. Đây cũng cổ nhưng mà hơi yếu. Không phải nào cổ đẹp không? Có mấy quả trên kia cổ đẹp. Cổ yếu lắm, có mạch máu nhưng mà cổ yếu. Cổ nửa đầu mà, nửa đầu thì không tránh. Nửa đầu mới ghép thì chả tránh. Con này đẻ trứng có vấn đề. Thiếu canxi